เองเนี่ยที่กินของฝ่ายในไม่ดีเลยนี่คือเงินที่ฝ่ายเพื่อนของตัวฉันเยอะแห่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ทั้งหญิงได้มาหนึ่งนะได้ทั้งผู้หญิงนะทำให้ผู้ชายก็จะอย่างตรงนี้เงินผู้ชายดีเด่นชิ้นแรกของประโยชน์จำที่เด็กใส่ทานหรือท้องมือเราจะให้หยุดจำชีวิตดีไหมให้หยุดจำชีวิตรู้ไหมหมากันให้หยุดจำผู้ชายเนี่ยชอบเต้นเป็นวันนะที่ไหนที่ฝ่ายไหนเนี่ยต้องใช้เราผู้ชายทุกอย่างชีวิตvậy nhớ lại tôi luôn luôn nhớ hẹn cái bài của mình lại cho nên bài của mình đang nói đến nhóm lúc nào và các cái bài dự thí đều không phải là bài dự thí mất như các anh chị cho nên là khi các anh chị học dự thí nội thấy các anh chị ở bộ môn nội á thì các anh chị ra đáp các thuốc lại với nhau cho nên các chị là mình học lại các cái thuốc một cái thuốc như vậy á có thể nó có nhiều tác động khác nữa ví dụ như các anh chị học trong dự thí tăng huyết áp đi thì mình thấy á là ví dụ như thuốc chết beta nha cái beta đó thì nghe mình kể các chỉ định thuốc chết beta thì tăng nhất chỉ là một chỉ định thôi nó còn lại có nhiều còn những chỉ định khác thì các chỉ định khác thì các chỉ thấy là khi các chị học đến các bài điều trị đó và sẽ đáp với những người lại với nhau cho nên đúng hơn nữa đó là mình sẽ nhưng mà tại vì cái chương trình của mình đó mình đã giữ cái chương trình này rồi là chương trình mình mang tên là các bài thuốc điều trị đúng ra đó là mình sẽ đổi lại thành các nhóm thuốc thôi nha khi các chị học cái bài điều trị thì cái nhóm thuốc đó người ta dùng trong điều trị bệnh lý đó nó vai trò gì người ta sẽ đáp vào từ từ thì cái bài này đó là chỉ nói đó cái nhóm thuốc phát triển bệnh tim thôi mà không phải là một cái bài trong điều trị suy tim và các chị xem là cái thuốc mà nó sẽ được thực hiện như thế nào nha thì trong cái bài này đó ngoài hai cái mục tiêu thông thường mà các chị đều gặp đối với các bài điều trị á thì mình sẽ có hai mục tiêu nữa đó mục tiêu thứ ba đó là các cái biểu hiện ngộ độc của nhóm DG Paris các yếu tố liên quan đến ngộ độc cái phần xử lý ngộ độc á thì mình sẽ qua cho biết thôi cái phần đó các anh chị sẽ học chủ yếu là bệnh phần điều trị mình không có đặt trọng tâm ở đây thì trọng tâm ở đây là cái thứ mục tiêu thứ ba là các chị cần biết là các biểu hiện khi ngộ độc DG Paris là gì nha và các yếu tố có liên quan tới ngộ độc tức là những yếu tố gì mà nó sẽ thúc đẩy dẫn đến những tình trạng ngộ độc nó dễ hơn và mình nhớ hai phần đó thôi mục tiêu cuối cùng đó là so sánh với hai nhóm thuốc trợ tim này thì mục tiêu thứ bốn là bài tập của các anh chị nha khi các anh chị học qua hai nhóm thuốc này rồi đó thì các anh chị sẽ phải so sánh với hai nhóm này để mình xem á là cái điểm giống nhau và cái điểm khác nhau giữa hai nhóm này là những điểm gì nha bây giờ mình sẽ đi qua một chút xíu về cái phần giới hạn nha thì các chị nhìn trên cái slide này đó ta đang nói với các chị về mục tiêu điều trị suy tim nhưng mà các chị nên nhớ về suy tim người ta phân loại giờ nó có nhiều cách phân loại suy tim ở đây đó mình đang nói với các phân loại là phân loại suy tim dựa vào chức năng như vậy có nghĩa là người ta sẽ chia ra là suy tim tâm hư hoặc là suy tim tâm trương nha thì suy tim tâm hư á có nghĩa là suy giảm chức năng co bóp của tim ở thời kỳ tâm hư còn suy tim tâm trương á là suy giảm chức năng ở thời kỳ tâm trương là thời kỳ giãn nở như vậy đối với suy tim tâm trương hoặc là suy tim tâm trương điều trị không giống nhau hai cái điều trị không giống nhau và cái nhóm thuốc trợ tim mình đó thì những trong điều trị suy tim tâm trương á nếu mình nên không có nhịp nhau thì mình lại không có dùng cho nên đó mình đang nói tới cái phần mà các vị em nhìn bên bảng mình đang nói là suy tim tâm trương ha mình chỉ nói về suy tim tâm trương thôi thì suy tim tâm trương đó là suy giảm chức năng co bóp trong thời kỳ tâm trương cho nên nó dẫn đến cái việc là nó thiếu cái cung cấp máu lưu cho các cái cơ quan nha cho nên các chị là trong các cái thuốc điều trị á thì ta có các cái bước nè thứ nhất là bước không dùng thuốc bước thứ hai đó là bước dùng thuốc trong bước dùng thuốc á thì các chị thấy là người ta dùng các cái nhóm thuốc nào thứ nhất là người ta dùng lợi tiểu như vậy người ta dùng lợi tiểu với mục đích gì thứ nhất á là người ta làm giảm cái tuần hoàn nha giảm cái tuần hoàn đó thì cái lượng máu đổ về tim nó sẽ giảm đi và như vậy sẽ làm giảm công làm việc cho tim làm giảm được cái tình trạng ứng máu trong buồng tim á và nó sẽ làm giảm được triệu chứng phù như tình trạng thiếu máu này cho nên là tiểu trong suy tim người ta dùng khác là tiểu gì nếu mà tiểu cái gì mới thì học rồi đó sau khi hết thì người ta có thể dùng tia viết nếu bệnh nhân bị suy tim nhẹ và cái sơ đồ cái gì nhìn thấy rồi phải không trong sơ đồ mà mô tả về tác dụng của thuốc hay phụ thuộc theo người dùng đó nên suy tim nhẹ thì người ta mới dùng tia viết nếu mà bệnh nhân bị suy tim nặng hơn thì lúc đó người ta sẽ không có dùng tia thiết tại sao tia thiết nó không có đủ có hiệu quả hay người ta phải dùng lợi tiểu lợi tiểu quay như vậy đây các chị có thể dùng là lợi tiểu tia thiết hoặc là lợi tiểu quay rồi kế nữa đó là mình có thể dùng lợi tiểu gì kháng anh
สนแล้วก็chuyện rất là tâm chi tiêu tâm thu chi tiêu tâm thu á cung lượng tiên giảm lượng máu rất mạnh giảm và khi lượng máu mạnh giảm thì nó sẽ kích hoạt vào tế bào cảm cầu mạnh làm tăng tiết về niêm và khi tăng tiết về niêm thì các chị sẽ có sự hình thành của angiotensin 1 và angiotensin 2 và tăng công suất androstenol vì ngày càng thường thường giữ muối nước cho nên hồi nãy cũng vậy các anh nói cường androstenol thứ phát cho các bệnh lý là suy tim là sơ gan suy thận nha thì lúc đó người ta sử dụng thêm các androstenol nữa cho nên đây thì chỉ là lợi chỉ của đông y người ta có thể dùng các nhóm mà tiêm tiếp là lợi chỉ quay hoặc là các androstenol rồi bây giờ người ta dùng các thuốc giảm mạch thì các thuốc giảm mạch nó có tác dụng gì một á là thuốc có tác dụng giảm động mạch để chi giảm các lượng nội viên và giảm các lượng nội viên thì làm giảm công làm việc cho tim và như vậy người ta dùng thuốc có tác dụng giảm động mạch ha rồi người ta dùng thuốc có tác động giảm tĩnh mạch để chi giảm tĩnh mạch để làm giảm lượng máu đổ về tim và như vậy cũng làm giảm công làm việc cho tim luôn cho nên các chị biết là những trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim mất phù á thì đa phần người ta phải dùng các cái thuốc có tác động giảm tĩnh mạch càng nhiều càng tốt ha. Cho nên đây các chị thấy là người ta dùng các thuốc gì mình có nè ức chế hen chuyển nè tại vì hồi nãy tôi hỏi ra các chị không trả lời nó có cho nên tôi không thể thích thêm nữa các chị phải để ý là trong cái cột mà giãn tĩnh mạch á mình phải xem là có bao nhiêu thuốc giãn tĩnh mạch đó ha ở đây không có thuốc nào mà chỉ giãn tĩnh mạch mà thôi nữa mình chỉ là tất cả các thuốc vừa giãn động mạch vừa giãn tĩnh mạch cho nên các chị có liệt kê được hết các thuốc gì mà có giãn tĩnh mạch rồi đi số này đó cho nên cái này là ức chế men chuyển và giãn vừa động mạch vừa tĩnh mạch ha trong đó tĩnh mạch nhiều hơn là động mạch các anh chị sẽ có ức chế men chuyển nè ha giảm vừa động mạch vừa tĩnh mạch như vậy các anh chị sẽ có chuyện cụ thể cũng tương tự như vậy luôn phải không giảm vừa động mạch vừa tĩnh mạch ha rồi cái tiếp theo các chị cần kèm đây mình có gì Pyrazine, Pyrazine có tác động giãn động mạch. Nãy các chị mới vừa liệt kê nãy rồi đó. Pyrazine có tác động giãn tĩnh mạch không? Hả? Dạ, giờ tôi hỏi các chị là có giãn tĩnh mạch không? À, đừng có vậy không. Tại vì tôi mới nói là các anh chị phải bắt đầu từ cái bản phân loại tăng huyết áp đó để các chị coi lại một lần nữa là các thuốc nào giãn động mạch thuốc nào giãn tĩnh mạch vừa động mạch vừa tĩnh mạch nha Pyrazine không có giãn tĩnh mạch các chị đã phân loại thuộc vào nhóm chỉ giãn động mạch mà thôi đâu mà không có giãn tĩnh mạch ha rồi bây giờ các chị có liên giáp thì mình sắp học cho tại sao á liên giáp thì đây là thuốc vừa giãn động mạch vừa giãn tĩnh mạch luôn trong đó giãn tĩnh mạch nhiều hơn là động mạch ha rồi ta còn chấm là còn rất nhiều thuốc nữa ở đây mình chưa có liệt kê thuốc mới thì mình còn thêm thuốc mới một thuốc khác tác động trong hệ là viêm cơ quan tim nào đó không còn hoàn toàn khác và các nhóm thuốc này mình chưa có đưa vào trong tay tại vì mình không có học cái bài điều trị nha rồi các chị học về tại vì hôm trước anh Quyền á có nói là bổ sung thêm cái nhóm nó vào tuy nhiên tại vì mình không có học cái bài thuốc điều trị suy tim cho nên không có gì giới thiệu với các chị cái nhóm đó thì các chị sẽ học với các chị một hội. Rồi bây giờ nhóm thứ ba là thuốc làm tăng đường cholesterol thì thuốc này sẽ cải thiện đường cholesterol và cái thuốc này nó sẽ giúp mà để nâng đỡ cái khung đường tim lên nha thì bệnh nhân bị suy giảm chức năng cholesterol rồi thì các chị nhớ là cái nhóm này mình có là fenfluramine và cái thuốc rất là quen thuộc với các chị là fenfluramine rồi cái tiếp nữa mình sẽ có thuốc là thuốc các thuốc thuộc nhóm catecholamine catecholamine là gì catecholamine các chị học chưa chính chủ thể. Dạ, thuốc gì là cái gì đây các bạn? Cái gì mình gọi là catecholamine? Phải cho các chị viết mới được. Nên cho công việc cho các chị viết trách nhiệm là
xong rồi các anh chị sẽ không nhớ gì hết và cũng sẽ trở lại cái câu của gọi đó là các sinh viên mình đi qua lâm sàng không nhớ thuốc gì hết. À, giờ các chị thấy đi, giờ nãy giờ nó hỏi các chị là thuốc gì tác động, nhận động, mặt tưởng mặt các anh chị không phân biệt được luôn rồi đó. À, catecholamine là gì? Dạ. Hormone, hormone. Dạ, nó thứ nhất là noradrenaline, rồi gì nữa? Adrenaline, đúng rồi, adrenaline, noradrenaline, rồi còn gì nữa không? Dạ, dopamine. Còn gì nữa không? Dạ, dopamine. Rồi. Còn gì nữa? À, cái nhóm này các chị học hết trơn nha, không phải nào cũng kích thích giao cảm á, trong nhóm tác động trực tiếp đó, các chị có adrenaline, noradrenaline nè, dopamine nè, isoproteinol đều có tác động gì hết nha. Rồi chỉ có nhóm này là nhóm mới mình chưa học nè, thiết kế mình có coi để xem ra. Vậy bây giờ là định nghĩa ha, định nghĩa vậy thì thuốc đầu tiên tại thuốc gì là thuốc đầu tiên, thuốc mà có tác dụng là tăng lượng co bóp cơ tim đó, chúng ta là thuốc trợ tim. Và mình sẽ chia làm hai nhóm, thứ nhất là thuốc trợ tim thuộc loại glucocorticoid, thứ nhất người ta còn gọi là glucocorticoid. Nhóm thứ hai là các thuốc trợ tim không phải là glucocorticoid, nên là nó không phải có thuốc glucocorticoid đâu. Như vậy hai cái gì đây là một nhóm nè, vậy hai thuốc này thuộc nhóm còn lại nha. Bây giờ mình sẽ nói về nhóm glucocorticoid trước. À, nhóm này á, người ta còn dùng từ khác là digitalis ha. À, cái từ này nó để chỉ chung tất cả các glucocorticoid. À, các glucocorticoid này á, thì nó có nguồn gốc thực vật á, từ nhiều cái loại cây khác nhau. Mà cái tác dụng đầu tiên nó thì tương tự. Và trong các cái nguồn gốc này, nguồn thực vật này thì các anh chị thấy là nó đều có cái phần gọi là phần đường ha. Đồ, 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 đồ. À, bây giờ mình sẽ đi qua cái phần cơ chế tác dụng nhóm này nha. Giờ các chị có ba cái phần, cái phần này là bộ môn đã được sinh lý qua cơ tim đó, cái phần này bộ môn sinh lý là nói với các chị rồi đó. Và cái này mình có một cái đoạn mà người ta mô tả, một cái đoạn mà người ta làm giống như một cái clip đó để người ta mô tả về cái sinh lý qua cơ này, thì chắc chắn là các chị đã xem rồi nha. Rồi bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi. Giờ tên cái phần này cái kiến thì mình có ba cái phần nha, phần A, B, C. Cái phần Nga đó là người ta cho chúng thấy là cấu trúc của sợi cơ tim, mình có sợi hắc tim và sợi miêu tim. Giờ để hai cái sợi này mà nó kết được với nhau và nó gây ra cái hình tượng cơ đó, là cái cầu nối mình nó gắn được sợi hắc tim. Rồi bây giờ mình xuống cái hình B. Cái hình B là người ta cắt cấu trúc này ra, người ta bóc to ra, thì các chị có ba trạng thái, người ta sẽ nghĩ trạng thái hưng phấn và trạng thái giãn. Vậy trạng thái nghĩ có là nghĩa là nó có hiện tượng co cơ. Vậy tại sao không có hiện tượng co cơ là vì cái cầu nó thì nó không có gắn được sợi tim. Còn tại sao nó không gắn vào được? Tại cái ngay cái điểm gắn kết này nè, nó bị một cái phức hợp, và cái phức hợp thì nó gồm cái thành phần protein, nó gọi là phức hợp protein nhỉ. Nó gồm cái thành phần gì? Người ta mô tả bên dưới này nè. Các chị nhìn thấy được hết nha. Tropomyosin, 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 tropomyosin. Thì cái thành phần này á, ta gọi chung là nó là phức hợp protein nhỉ. Và trên thành phần glucosamine C đó nó có bị gắn với dòng canxi. Như vậy khi mà canxi nó gắn vào cái phức hợp này đó, đủ một cái nồng độ để nó đẩy phức hợp này ra đó, thì nó đẩy phức hợp này ra thì nó đẩy độ một điểm gắn kết và cái cầu nó sẽ gắn được và nó sẽ active, thì chúng ta sẽ có hiện tượng cầu cơ. Và khi mà nồng độ dòng canxi nó đang hạ thấp xuống đó, thì cái cầu nối này lại rời ra, chúng ta có cảm thấy là nó giãn. Như vậy khi mà người ta xét về sinh lý co cơ thì người ta nhận định như thế nào? Nếu như mà mình có đủ một nồng độ dòng canxi để gắn với phức hợp protein nhỉ thì chúng ta sẽ có hiện tượng co cơ. Thì bệnh nhân của mình là gì? Là bệnh nhân bị suy tim tâm thu, tức là bệnh nhân bị suy giảm chức năng co bóp cơ tim. Vậy mục tiêu của mình là gì? Là cải thiện chức năng co bóp này, là tăng lại cái lượng co bóp cơ tim này. Như vậy thì dựa vào sinh lý co cơ thì người ta thấy là chúng ta cần có đủ một cái nồng độ dòng canxi để giải phóng phức hợp protein nhỉ đó. Thì mình sẽ thấy là nhóm digitalis đó, nó sẽ làm tăng nồng độ canxi bằng cơ chế gì? Cái hình này nó mô tả cho các chị thấy đó là digitalis nó cạnh tranh với dòng kali, cạnh tranh với dòng kali tại đâu? Tại cái vị trí gắn với dòng kali này và nó sẽ làm mất mạch cái bơm này. Bơm này gọi là bơm NA+K+ATP và các
bên này khi mà nó hoạt động á thì nó sẽ đẩy ba-na-li từ trong ra ngoài nè ha, và nó sẽ kéo hai kali từ ngoài vào trong. Và cái bơm này hoạt động ở các giai đoạn nào, ở giai đoạn nào các pha hoạt động như thế, các pha hoạt động như thế thì mình sẽ vào cái chị có mấy pha, bốn pha cũng có pha thứ nhất là pha gì, và pha không, đó là mình gọi là pha khử cực ha. Và tiếp theo là các chị sẽ có các pha hồi cực ha, hồi cực có 1, 2, 3, 4 rồi. Bây giờ ở pha cái bơm này nó hoạt động ở pha mấy? 1, 2, 3, 4 lại cái phần muốn đó, cho nên nó phải lọc lại cái trạng thái cơ bản lúc
giờ nó mới quay trở lại là bây giờ nát cái đung mạng nhiều hơn bên trong và kali bên trong nhiều hơn bên ngoài. Nhưng mà ở cuối pha ma thì có thể là nồng độ của natri kali trong và ngoài nó đang đảo ngược, đúng không? Bây giờ natri đang ở trong nè, nhiều hơn ngoài. Mà kali á thì nó đi ra ngoài, nhưng kali ở ngoài nhiều hơn ở trong. Cho nên các vị thấy là sự hoạt động của bơm natri kali đó là hoạt động ở giai đoạn nào? Cuối pha ma mục đích để làm gì? Nó mới lặp lại cái sự cân bằng này nữa, phải không? Giờ nó bắt đầu nó đẩy natri từ trong ra ngoài và nó kéo kali từ ngoài vào trong. Các chị nhìn chiều của tên lên cái slide mình đẩy của mình đó. Cho nên cái là cái hoạt động với cái bơm này á, nó mới giúp cân bằng nó lại, nó mới trở về cái pha bốn được. Vậy cái pha này, đây là cái bơm này hoạt động ở cuối pha ba. Và mục đích của bơm này để làm gì? Tái lập lại sự cân bằng giữa natri và kali trong và ngoài mạch thế nào? Rồi như vậy nếu mà thuốc nó tác động cái bơm này á, thì nó dẫn đến điều gì? Thuốc tác động ức chế bơm này, ha, ức chế bơm này thì ống sự di chuyển của dòng gì ha? Như vậy thì mình sẽ thấy là natri bên trong nó vẫn cao hơn bên ngoài. Vậy nó có liên quan gì tới cơ chế mà nó làm tăng được đó cơ tim chưa? Chưa, các chị chưa thấy gì hết, đúng không? Rồi mình xem tiếp ha, các chị nhìn ở trong cái giáo trình của các chị có cái sơ đồ đó, mình có sơ đồ này. Nha. Mình thấy là trên này cái đạo đó nó có vị trí cao ở vui dòng natri tại dòng canxi. Và nãy mình xem một phần nó lên lại chút là tỉ rồi đó. Nha. Thì cái vị cao đổ này đó, là sơ cao đổ là một canxi từ trong ra ngoài, ba natri từ ngoài vào trong. Và cái vị cao đổ thì nó phụ thuộc vào nồng độ của natri bên trong thế nào. Như bây giờ nồng độ natri bên trong thế nào nè, ở đây như thế nào, tăng cao lên thì thuốc nó ức chế vào cái bơm này đâu. Cho nên cái việc mình nồng độ natri bên trong tế bào tăng cao lên thế nào, giảm sự cao đổ của natri và canxi. Và nếu làm giảm cao đổ natri và canxi thì nồng độ của canxi bên trong thế nào sẽ tăng lên. Thì canxi bên trong thế nào tăng cao lên thì sao, tiếp tục gắn với phức hợp protein nhỉ, là nó mới giải phóng được chỗ gắn kết đó của sợi canxi và sợi myosin, nên mới tiếp tục có hiện tượng hoặc hay là cơ chế tác dụng của nhóm này đó. Thì cơ chế tác dụng của nhóm này mục tiêu là để làm gì? Tăng nồng độ canxi nội bào nha, và tăng độ canxi vào bằng cách là nó ức chế vào bơm NA cộng K cộng NaCl3. Đây là cơ chế tác dụng chính đó, thì còn cơ chế tác dụng phụ đó là nó làm tăng cái dòng canxi đi vào ở pha 2, hay gọi là pha bình nguyên. Và như vậy kết hợp cả hai cơ chế này lại đó thì nồng độ của ion canxi bên trong tế bào nó sẽ tăng cao lên nha, và nó sẽ gắn kết hợp protein nhỉ, giảm phóng xạ tia và nó gây ra nhiều bao cơ. Rồi những thuốc gây tác dụng như cái gì? Thứ nhất là làm tăng nồng độ protein ha, và tác dụng trên nhiệt, và những kỳ nhiễm mắc thì nó có tác dụng gì? Nó sẽ làm cho nhiệt tim chậm và kéo dài những nguyên thất. Những cái tác dụng này đó, chúng ta giải thích là do hai cơ chế tác dụng, một là tác dụng cơ chế tác dụng trực tiếp và hai là cơ chế tác dụng gián tiếp. Những cơ chế tác dụng trực tiếp là gì? Ức chế giao cảm tại nút khoang và nút nguyên thất, và sao là nhiệt tim chậm ha. Cơ chế tác dụng gián tiếp đó là nó sẽ kích thích vào dây 10. Dây 10 là dây quan hệ đấu giao cảm, kích thích vào dây 10 làm tăng tiết acetylcholine. Và tăng tiết acetylcholine và các chị nhìn cái sơ đồ này là người ta mô tả lại về cơ chế tác dụng như thế này ha. Này, nó kích thích dây 10 nè, và tác động vào nút xoang nút chỉ thấp nè ha. Acetylcholine nó sẽ làm cho ức chế nút xoang, ức chế nút chỉ thấp nên nhịp tim sẽ chậm. Rồi nó tác động ức chế vào bơm natri kali nè, và như vậy nó sẽ làm tăng lượng máu cơ tim. Đó là cơ chế tác dụng của nó này. Và mình xem là nó còn tác dụng gì nữa. Cái tên thận có tác dụng loại biểu, tác dụng rất có lợi cho bệnh suy tim ha. Thì người ta giải thích á là nó có hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất á là vì nó làm tăng lượng cholesterol, cung lượng tim tăng, hoặc cung lượng tim tăng thì lượng máu huyết thận tăng, lượng máu thận tăng thì nó sẽ làm tăng lượng cholesterol và tăng lượng tiểu. Cơ chế thứ hai đó là ức chế NA cộng K cộng NaCl3 trên mạng tế bào thận á, bí mật như là thuốc chế thuốc và tiểu gì đó. Và như vậy nó sẽ làm giảm phát huyết thận tim. Trên hệ thống cơ đơn là tăng cơ đơn, thì tác dụng này được xem là tác dụng phụ.
là bây giờ các chị xem thì mình được tổng hợp ở trong cái bài này thì mình sẽ nói về ba cái thuốc thuộc nhóm digitalis, đó là digitaxin, uabain và digoxin. Thì việc tổng hợp nó liên quan tới cái các hóa học, thì mình sẽ thấy là đối với digitaxin á thì nó thấy là với các thuốc hóa học phần gelin nó có một gốc hóa học tự do, cho nên là nó hấp thu qua cái màng phốt pho lipid trên niêm mạc rất là dễ, cho nên nếu mà mình dùng mình uống á nó hấp thu gần như là hoàn toàn. À, đối với quan bảo hiểm thì nó có 5 gốc hóa học tự do, cho nên nó không hấp thu được và mình không dùng nhiều thứ. Digoxin thì nó có 2 gốc hóa học tự do, cho nên nếu mà hấp thu đó thì cái nghĩa là so với digoxin nó kém hơn nha, nhưng mà so với quan bảo hiểm thì nó tốt hơn. Và mình có thấy là cái lượng hấp thu nó phải chỉ 75%. Cho nên mình có thể tóm tắt bằng cái bảng này ha. Thì các chị thấy là mình sẽ có khác digitalis á, mình có digoxin nè, mình có digoxin, mình có uabain. Cái bảng này nó để giải thích cho các chị là tại sao hiện nay đó thì đối với cái nhóm này mình chỉ còn gặp digoxin là phổ biến thôi. Thì thứ nhất á là nó tính về cái thời gian để đạt được hiệu quả cực đại, nó là dùng đường uống. Uabain thì mình không có dùng đường uống, cho nên mình không có thông tốt cái này. Thì các chị thấy digoxin á tác dụng đạt được hiệu quả tối đa đó sau 4-6 giờ, digoxin là 6-12 giờ. Hấp thu qua đường tiêu hóa thì digoxin khoảng 73% ha, digoxin là gần như hoàn toàn, uabain là không hấp thu. Tất cả đều thải từ qua thận hết, trong đó uabain là thải từ qua thận dạng còn nguyên, tức là không chuyển hóa tại gan, thải từ qua thận luôn. Như vậy thì các chị là nếu bệnh nhân suy thận thì các digoxin đều có nguy cơ có tổn hóa và đều có nguy cơ gây ra tình trạng ngộ độc. Rồi đối với chuyển hóa tại gan á thì digoxin chuyển hóa tại gan là 5% ha, còn lại chuyển hóa qua các con đường khác. Digoxin chuyển hóa hầu hết tại gan. Như vậy nếu bệnh nhân bị suy gan á thì ta không nên dùng digoxin. Uabain thì nó không có chuyển hóa tại gan. Nè, thời gian mắc thải đây thì ta tính trong trường hợp bệnh nhân chức năng thận bình thường. Nếu chức năng thận suy giảm, thời gian mắc thải thì nó sẽ dài hơn. Thì các chị có digoxin á thì không phải là 1.5 ngày. Digoxin á là 7 ngày, uabain là 6 giờ. Cho nên các chị thấy á, uabain á thì thời gian bán hại của nó ngắn, cho nên trước đây mình dùng thì mình phải lọc lại liều dùng nếu mà mình muốn có tác dụng ha. Và nó lại dùng vào đường tiêm chích nữa, cho nên nó tỏ ra là nó có thuận lợi. Digoxin nó là dùng đường uống hiệu quả rất là tốt, thì nó tôi gần như là hết luôn. Và tuy nhiên digoxin thì mình không nên dùng cho bệnh nhân bị suy gan. Điểm thứ hai là thời gian mắc thải của nó quá dài ha. Như vậy để mà mình đạt được một cái nồng độ digoxin ổn định trong huyết tương đó là các chị cần phải có ít nhất là khoảng 5 lần cái thời gian mắc thải này. Như vậy mình cần bao nhiêu? Trên 1 tháng thì mình mới ổn định được cái nồng độ digoxin trong máu ha. Cho nên khi các chị dùng liều duy trì thì digoxin nó khó hơn. Chính vì vậy cho nên bây giờ các chị là trên sàn mình gặp á, đối với nhóm này thì dùng phổ biến nhất là digoxin thôi, trong thời gian có thể là 1.5 ngày. Cho nên trong trường hợp mình cần dùng liều duy trì thì ta có thể dùng cập nhật cho 1.5 ngày ha. À, bây giờ chị xem là cái nhóm này người ta dùng trong những trường hợp nào ha. Thì trong cái bảng này mình xếp đó là đi từ hiệu quả cao nhất cho đến hiệu quả thấp nhất. Thì cái hiệu quả cao nhất đó là trong trường hợp bệnh nhân bị suy tim có nhịp nhanh do cuồng động nhĩ hoặc là tim nhĩ. Rồi kế tiếp nữa là suy tim cuồng động nhĩ thấp. Thì đây cũng dễ hiểu rồi, tại vì thuốc này cải thiện chức năng cơ bắp cơ tim, cho nên suy tim cuồng động nhĩ thấp cũng là hiệu quả. Trong những trường hợp mà suy tim cuồng động nhĩ cao hoặc là suy tim do thiếu máu hoặc là do bệnh lý cơ tim á thì nó có cải thiện không? Có, nhưng mà rất là ít. Còn là trong trường hợp mà viêm hoàn hệ tim con thắt hoặc là hẹp van hai lá gì đó thì nó hầu như là không hiệu quả, người ta không dùng. Và bây giờ mình không dùng trong trường hợp nào? Thuốc sốt chế thuốc nhiễm thất, ngay trên thuốc nhiễm thất cộng hai nó lo thì mình không dùng. Hẹp dưới ba năm bạch chủ ta không dùng. Bệnh nhân có hội chứng thanh quan và tim thanh quai kèm theo đột quỵ các thuốc khác nhanh đó thì trường hợp này thì các anh chị người ta không dùng. Lý do là nếu mình dùng thêm cái nhóm viêm thuốc tim thuốc chế thuốc khoan nữa đó thì nó dễ đi qua cái con đường những dụng cụ nhiều hơn, nên ta không dùng nha. Nghi ngờ những khi chúng ta không dùng thì thuốc nó chém xoay rung thất mình không có dùng. Nhờ mắc cơ tim mới, mắc cơ tim mới là nếu mà như mắc cơ tim cũ có những khi tim người ta có thể dùng những khi, nhưng mà bệnh suy tim nhỏ
protein mới ta áp dụng đó, thì chúng ta sợ rằng thuốc là tăng được cái protein đó, thì nó sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng protein và nó làm cho cái tình trạng mất cân bằng giữa cung cấp protein và nhu cầu của protein nó nặng nề hơn do người ta áp dụng. Rồi ngộ độc thì đương nhiên là người ta không dùng rồi ha. Và bây giờ các chị xem là nó khi ngộ độc thì mình nên có các biểu hiện gì? Thì tại tim nó người ta nhấn mạnh nha, nếu bệnh nhân bị ngộ độc insulinis á thì nên có biểu hiện là rối loạn nhịp, rối loạn nhịp ha. Rồi thứ thứ hai đó là lóc nhịp điện cũng thấp. Rồi các biểu hiện ngoài tim á thì mình sẽ có là co thắt đường cơ trên đường tiêu hóa, cho nên bệnh nhân bị chán ăn, buồn nôn, nói mửa, tiêu chảy vân vân nha. Rồi gây độc lên hệ thống thần kinh. Đó, thị giác thì gây rối loạn màu sắc, sợ ánh sáng, nhìn thấy ánh sáng màu vàng xanh, vân vân. Hiện nay thì mình kiểm soát việc điều trị nhóm insulinis là rất là tốt, cho nên có nghĩa là mình rất giảm, nó rất giảm ngộ độc. Với lại gì hiện nay mình có nhiều biện pháp để theo dõi hơn, mình điều chỉnh được tốt hơn, mình hiểu về dụng động học, cho nên là những trường hợp bị ngộ độc ít hơn. Và hiện nay mình có thể đo được nồng độ của dioxin trong máu nha. Các chị nhìn thấy đây người ta ghi là phải an toàn trị liệu nhẹ, và cái phải an toàn trị liệu nằm từ 0.5 đến 1.5 nam. Và mình nhìn rất là đo nồng độ dioxin trong máu. Còn thực tế trong các nghiên cứu lâm sàng thì cho mình thấy đó, lão mai thì tới 1.5 ở trên hai cái điện, tại vì tối đa là 1 thôi. Trên hầu hết các trường hợp mình đo ra đó là nằm ra không phải chỉ 0.8 tới 1 thôi. Nên người ta rất là sợ, nhưng không ai người ta để cho tới cái ngưỡng trên, cho nên vẫn là ngưỡng cho phép á. Nên thực tế mình thấy nó nằm không nhiều nữa. Và các bạn cuối cùng trong cái phần trong nhóm khi tôi tiếp tin này đó là các yếu tố liên quan ngộ độc. Thì các chị sẽ có thấy có cái yếu tố gì? Hoặc là yếu tố về tuổi ha. Hai là về điện giải. Điện giải thì người ta nhấn mạnh đó là hạ kali máu hoặc tăng canxi trong máu, tế bào cơ tim sẽ trở nên dễ nhạy cảm hơn với tuổi tiết niệu. Rồi suy thận, suy thận thì cái bản hồi nãy các chị xem rồi đó, tất cả các tim tuổi tiết niệu đều phải được qua thận hết. Trên trong một suy thận đó là bất kỳ loại insulinis nào cũng có khả năng tích tụ hết nha. Nhưng mà đối với insulin toxin nó đỡ hơn, tại sao? Tại vì insulin toxin nó còn kiểu hóa tại gan nữa, cho nên phần thải đường qua thận nó không có nhiều. Còn đối với digoxin và của albumin đó thì rất là nghiêm trọng các anh chị. Suy gan thì mình lưu ý đó với digoxin là để chuyển hóa hậu phát qua gan nha. Và cái phần cuối cùng đó là tương tác thuốc. Về nguyên tắc chung với tương tác thuốc thì các anh chị sẽ phải tra tương tác, thì mình không thể nào kể được tất cả các tương tác được. Đây trong quá trình điều trị có thể là bệnh nhân có bệnh lý đi kèm khác, các chị dùng nhiều thuốc khác chung với nhau nha. Ở đây mình chỉ kể các tương tác thuốc mà mình thường gặp trên lâm sàng thôi. Còn lại nguyên tắc chung là khi bệnh nhân có sử dụng digoxin là các chị phải tra tương tác ha. Thì mình kể ba tương tác mà mình thường gặp đó là gì? Thứ nhất đó là mình dùng chung với các thuốc là thay đổi sự hấp thụ. Thì như thế nào gọi là thay đổi sự hấp thụ? Là mình dùng chung với các thuốc mà làm giảm lưu động ruột á, thì cái thời gian mà thuốc lưu lại trong niêm mạc ruột á, trong vòng ruột lâu hơn, và như vậy nó sẽ đi vào trong máu nhiều hơn nha. Thì một trong những cái thuốc mà các chị thường gặp đó là các thuốc kháng cholinergic. Các thuốc kháng cholinergic tức là các thuốc kháng với đối kháng với acetylcholin tại cụ thể muscarinic trên hệ thống cơ trơn. Cho nên các chị thấy là cái mặt giảm triệu cơ trơn á, thì đứng đầu trong nhóm này đó, tổ điểm biết các chị biết đó là acetylcholin. Rồi sau này thì các chị dùng nhiều thuốc khác ha, thuốc khác ví dụ các chị có Viscobal vân vân á, thì các chị lưu ý là vì nó cái dụng ruột nó chậm lại đó, nên thuốc ở trong cái đường tiêu hóa lâu hơn. Rồi thứ hai là gì? Còn cái bản hồi nãy á thì mình nói là cái gốc tim chuyển hóa tại gan là mấy phần trăm? 5% nha, còn lại là qua các con đường khác. Thì các con đường khác là đâu? Một trong những con đường chuyển hóa là tại ruột. Thì tại ruột nó chuyển hóa bằng cách nào? Nó sẽ bị chuyển mà sẽ dạng bất hoạt lên tác động các chủng vi khuẩn trong ruột. Cho nên nếu mình dùng chung với một số kháng sinh á, thì kháng sinh nó tiêu diệt các cái chủng vi khuẩn này, và như vậy nó không có phá giá thuốc được. Và như vậy dioxin nó trong ruột nó sẽ còn lại đó, mình sẽ tiếp tục hấp thu vào trong máu nha, và dễ lên ngộ độc. Rồi thứ ba đó là mình dùng chung các thuốc là giảm độ hàng thải qua thận xuống dioxin. Ví dụ như thuốc chống hoàng nhiệt á, có kimidin, có amiodarone, mà hoàng nhiệt có verapamil. Và như vậy thì nó sẽ làm cho thuốc nó tích tụ trong máu nhiều hơn.
Vì chỗ này tôi nhắc lại với các chị là mình chỉ kể một vài phương pháp mà mình thường gặp trong lâm sàng khi điều trị ha. Còn lại nguyên tắc chung là các chị sẽ phải ra phương pháp khi bệnh nhân có sử dụng insulin. Hay là nhiều khi cái nhiều liều nó là thấp, tức là liều nó mình nghĩ là nó không có dễ dẫn đến ngộ độc đâu, nhưng vì nó tương tác với thuốc khác á, nó dẫn đến là tăng nồng độ của dioxin trong máu thì nó sẽ dẫn đến ngộ độc. Và mình qua cái nhóm cái tiếp là cái nhóm trợ tim không phải là Vigozid ha. Nhóm trợ tim không phải là Vigozid á, giờ các chị nhìn cái sơ đồ này nha. Sơ đồ này người ta mô tả á, thứ nhất là dưới tác động của men, men này là men gì? Adenine cyclase ha, ATP chuyển thành AMP vòng. Vậy AMP vòng có tác dụng gì? Giãn mạch nè, tăng lượng cholesterol trong tim. AMP vòng tác dụng xong á thì nó sẽ bị thoái giãn là cái dạng không tác dụng với tác động của men. Có co giãn xảy ra. Vì mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình cần là tăng lượng cholesterol, như vậy chúng ta cần tăng AMP vòng lên. Về để tăng AMP vòng các chị sẽ có hai cách nha. Cách thứ nhất là gì? Là mình kích hoạt vào men adenine cyclase này nè để tăng chuyển ATP thành AMP vòng, là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là mình ức chế được cái men có co giãn xảy ra này để cho AMP vòng nó không có chuyển thành cái dạng không có tác dụng nha. Vì mình sẽ có hai cách. Thì cái thuốc mà kích hoạt vào men adenine cyclase này đó chính là các catecholamine, là các chị có adrenaline nè, noradrenaline nè, dopamine nè ha, isoproterenol. Về cái nhóm kế tiếp là cái nhóm này gọi là ức chế men có co giãn xảy ra, thì cơ chế tác dụng cũng là tên của nhóm này luôn. Thì nguyên cái tên của nhóm này ví dụ là không biết được DNA là có co giãn xảy ra, nên chỉ là sao ức chế. Thì các chị có hai nhóm nha, rồi nó mô tả kỹ hơn về cơ chế tác dụng của nhóm này nè. Thì mình sẽ thấy đó là các thuốc động vật giao cảm gọi là các catecholamine đó, nó sẽ kích hoạt vào men adenine cyclase làm tăng AMP vòng. Thuốc ức chế men có co giãn xảy ra đó thì ức chế sự thoái giãn AMP vòng, và như vậy cái nhóm này cũng là tăng AMP vòng lên. Vì cái AMP vòng tăng lên đó thì nó sẽ hoạt hóa protein kinase và nó dẫn đến tình trạng là gì? Phốt protein hóa cho canxi, và khi cho canxi được phốt protein hóa đó thì do canxi nó sẽ tăng sự di chuyển từ bên ngoài vào bên trong, và như vậy nó làm tăng nồng độ canxi bên trong tế bào. Và khi tăng nồng độ canxi bên trong tế bào thì nó sẽ làm tăng lượng protein theo cơ chế tác dụng của nhóm này. Thì mình sẽ có nhóm cái men có co giãn xảy ra. Cái men này nó có nhiều phân tuyến. Đối với suy tim thì người ta thấy là cái phân tuyến mà có co giãn xảy ra phân tuyến 3 có diễn biến cơ tim là nhiều nhất. Cho nên là người ta dùng cái nhóm thuốc chế vào cái men có co giãn xảy ra phân tuyến 3. Thì các chị có các thuốc như tiên năng, tiên năng hoặc là nguyên tiên năng. Các thuốc này mà có sử dụng trên sàn nha, mà không có phổ biến lắm. Như vậy cái nhóm này đó, người ta dùng như nào? Khi bệnh nhân không có đáp ứng đầy đủ cái nhóm digitalis với lợi tiểu với các thuốc giảm mạch thì người ta sử dụng như thế này. Tác dụng phụ của thuốc này đó, nó liên quan đến việc là nó sẽ làm cho tăng AMP vòng, cho tác động đầu tiên đó nó hiện đến tình trạng là nhịp nhanh ha. Và nó có thể làm giảm tiêu cầu, có thể làm tổn thương khác do tác động giảm mạch đó. Thế thì nhớ là trong cái sơ đồ này AMP vòng nó có hai tác dụng nha, hoặc là giảm mạch hay là tăng AMP vòng, cho nên nó có nguy cơ là sẽ gây tổn thương khác. Các thuốc động vật giao cảm thì các chị học rồi, mình có nè, dopamine nè, dopamine là người ta hay dùng nhất trong suy tim, ta gọi là thuốc vận mạch á. Thì cái điều mà nhắc lại với các chị đó là dopamine tác động phụ thuộc vào liều mà chúng ta sử dụng nha. Thứ mình nói có mình có vẻ một cái tam giác về liều sử dụng đó. Liều thấp sẽ tác động vào cụ thể D1 nha, và nó sẽ cải thiện được thực tiễn. Liều trung bình tác động vào cụ thể beta, liều cao tác động vào cụ thể alpha, mà mình không dùng đến chiều cao nha. Dopamine tác động trực tiếp vào cụ thể, không phụ thuộc vào liều. Cho nên đôi khi các chị đi lâm sàng, các chị gặp những trường hợp sốc đó, người ta phối hợp cả hai luôn, tức là người ta dùng vừa dopamine vừa dopamine. Thì lúc đó người ta dùng dopamine liều thấp ha, để cái tác động cải thiện đường huyết thể và chống được tình trạng suy thận, và người ta dùng dopamine ở liều tác động vào cụ thể beta. Nha, cho nên các chị gặp có chuyên gia phối hợp cả hai. Isoproterenol nó thì cái tác động của nó là tác động vào cụ thể beta, beta 1 và beta 2, tác động rất mạnh như các chị, đó là mạnh hơn adrenaline rất là nhiều. Và người ta cũng có thể dùng isoproterenol trong những chỉ định này. Và cái sơ đồ này con nhắc lại các chị là tóm tắt lại nữa nha. Dopamine tác động chọn lọc cụ thể beta là hầu như rất tác động alpha. Dopamine thì phụ thuộc vào liều nha.
các chị thấy là mình nè người thấp nè, trung bình nè, người cao nè, không dùng người cao. Còn nói epinephrine thì các chị nên nhớ đó, là cả hai thuốc này đó, ngoài tác động vào cơ thể gây ra còn tác động vào cơ thể alpha nha, là alpha. Trong đó thì tác động co mạch của noepinephrine sẽ mạnh hơn epinephrine rất nhiều, vì epinephrine nó còn chịu tác động gì nữa, tác động beta 2 nữa. Và cái tác động beta 2 là cho giãn mạch, nên cho nên là cái hiệu ứng co mạch của epinephrine nó không có mạnh bằng noepinephrine. Cho nên trước khi chị học về cái giám thuốc này, mình có một cái hình để mình so sánh về hai cái thuốc này, tác động trong huyết áp tâm khu và huyết áp tâm trương đó, thì mình thấy là cái thuốc giữa noepinephrine và epinephrine, thuốc nào là huyết áp tăng cao hơn? Noepinephrine huyết áp tăng cao hơn và tăng cả huyết áp tâm khu lẫn tâm trương. Trong khi đó epinephrine tăng huyết áp tâm khu, huyết áp tâm trương có thể giảm chút. Mình còn có mục tiêu cuối cùng là gì? Là mình so sánh giữa hai nhóm thuốc này. Thì cái điểm thứ nhất là cái gì phải so sánh điểm giống nhau. Điểm giống nhau giữa hai nhóm ha. Để kế tiếp là điểm khác nhau giữa hai nhóm này. Cho nên mình biết là ví dụ như khi mình sử dụng dioxin thì nó gây ra những tác dụng gì cho bệnh nhân, rồi mình dùng A về nó như no về nó như gây ra những tác dụng gì cho bệnh nhân ha. Các bạn đang cách gì làm nha. Cái điểm giống nhau đương nhiên cái điểm giống nhau là gì? Là cả hai cái nhóm này đều thuộc nhóm thuốc trợ tim hết, cho tác động lên tên người có tim mình đều có hết, mặc dù cơ chế tác dụng nó khác nhau nha. Rồi cái điểm kế tiếp là các chị phải so sánh điểm khác nhau, thì điểm khác nhau đây là nằm trên cái tác dụng tinh nhiệt á, tinh nhiệt mình đang diễn biến mất á,